Thưa quý vị, sáng 15 tháng 3, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã xử phúc thẩm vụ án giết người, đổ bê tông, phi tang thi thể, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm đối với bị cáo chủ mưu Phạm Thị Thiên Hà, 32 tuổi, ngụ ở Thành phố Hồ Chí Minh và ba đồng phạm Lê Ngọc Phương Thảo, 30 tuổi, ngụ Tiền Giang, Nguyễn Ngọc Tâm Huyên, 41 tuổi, ngụ Quảng Ngãi, Trịnh Thị Hồng Hoa, mẹ của Hà, 67 tuổi, ngụ Kiên Giang. Đây là vụ án giết người, đổ bê tông phi tang thi thể đối với hai nạn nhân là Trần Đức Linh, 50 tuổi, ngụ Nghệ An và Trần Chí Thành, 27 tuổi, ngụ ở Thành phố Hồ Chí Minh. Vụ án xảy ra ở xã Hưng Hòa, huyện Bào Bàng, Bình Dương hồi tháng 5 năm 2019. Theo nội dung bản án sơ thẩm vào tháng 7 năm 2020, bốn bị cáo Hà, Thảo, Huyên, Hoa cùng hai nạn nhân là một nhóm tu luyện giáo phái chưa được công nhận ở Khánh Hòa và Thành phố Hồ Chí Minh. Hà là trưởng nhóm tìm hiểu tài liệu tôn giáo truyện cổ Trung Hoa đề ra phương pháp tu luyện. Vào cuối tháng 12 năm 2018, cả nhóm đến thuê một căn hộ trong khu du lịch ở huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu để tu luyện. Tại đây, nạn nhân Linh sau khi nhịn ăn được 10 ngày thì kiệt sức và tìm cách bỏ trốn thì bị Hà và Thành bắt giữ, đánh đập đến tử vong. Cả nhóm của Hà mang xác Linh về căn nhà số 90 ở xã Hưng Hòa rồi cuốn băng keo bỏ vào thùng phi nhựa và đổ bê tông phi tang. Cũng tại căn nhà này, khi thấy nạn nhân thứ hai là Thành có biểu hiện bất thường, ngày 15 tháng 3 năm 2019, Hà siết cổ và trích điện Thành tử vong rồi đưa thi thể nạn nhân vào thùng phi nhựa đổ bê tông phi tang. Ngày 18 tháng 5 năm 2019, nhóm của Hà bị bắt giữ khi đang chuẩn bị bỏ trốn khỏi một khách sạn. Trước đó, xét xử sơ thẩm vào tháng 7 năm 2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương tuyên mức án tử hình đối với Phạm Thị Thiên Hà về tội giết người. Các bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo, 22 năm tù về tội giết người và che giấu tội phạm, Nguyễn Ngọc Tâm Huyên, 19 năm tù, Trịnh Thị Hồng Hoa, 13 năm tù về cùng tội giết người và không tố giác tội phạm. Sau đó, các bị cáo có đơn kháng cáo. Thưa quý vị, đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai vừa kiểm tra cơ sở kinh doanh sản xuất hàng mỹ phẩm giả các nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường tại số nhà 1694/3/14 đường Nguyễn Ái Quốc thuộc phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa. Theo đó, qua kiểm tra xe tải biển số 60C56817 đang giao nhận hàng, lực lượng công an phát hiện có 2 bao tải đựng hàng mỹ phẩm giả các nhãn hiệu nổi tiếng. Tiếp tục kiểm tra tại số nhà trên, lực lượng công an còn phát hiện có khoảng 3.000 sản phẩm làm mỹ phẩm giả như son môi, kem làm sáng da, kem che khuyết điểm đã đóng gói thành phẩm đang chờ giao hàng cho những đầu mối qua đường bưu điện. Tiếp tục kiểm tra phía sau căn nhà này, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục can, chai, lọ chứa nhiều chất bột, chất lỏng tạo màu có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc đã được pha chế tạo thành các loại mỹ phẩm có màu sắc giống với các loại mỹ phẩm nổi tiếng trên thị trường và được đóng gói, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Làm việc với lực lượng công an, chủ cơ sở là Vũ Hoàng Phi Hùng, sinh năm 1988, quê ở tỉnh Lâm Đồng, khai nhận đã mua số hàng nói trên từ Thành phố Hồ Chí Minh về, sau đó tiếp tục đóng gói đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh Đồng Nai và Bình Dương qua đường bưu điện. Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo các ngành chức năng của địa phương kiểm tra và xử lý các sai phạm tại công trình biệt thự đồ sộ, xây dựng không phép, lấn chiếm hành lang Hồ Nam Phương, khu vực quy hoạch phát triển đô thị của thành phố Bảo Lộc. Căn biệt thự 3 tầng này của ông Phạm Văn Huyên, trú tổ 15, phường Lộc Phát, xây dựng trên diện tích đất sử dụng 306,2m2 từ đầu tháng 8 năm 2020. Do khu đất này nằm trong dự án quy hoạch thu hút đầu tư khu đô thị dịch vụ giải trí nghỉ dưỡng, nên Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc không cấp phép xây dựng. Thế nhưng, chủ công trình vẫn tiếp tục thi công xây dựng biệt thự không phép lấn hành lang bảo vệ Hồ Nam Phương. Ngày 11 tháng 3 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc đã ban hành văn bản phê bình Ủy ban Nhân dân phường Lộc Phát và tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng của thành phố phối hợp đo vẽ công trình sai phạm này và hoàn tất hồ sơ trước ngày 20 tháng 3 năm 2021 để có biện pháp xử lý dứt điểm. Thanh tra Sở Xây dựng Lâm Đồng cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, xử lý triệt để vi phạm về trật tự xây dựng và các vi phạm khác tại công trình, khu vực nêu trên theo thẩm quyền. Thưa quý vị, nhiều chủ đầu tư các khu đô thị lớn coi việc phát triển tiện ích như một phần chính tạo ra giá trị cho sản phẩm bất động sản và bán cho khách hàng. Trên thực tế, nhiều chủ đầu tư xây dựng những đại đô thị lớn đã tự trang bị cho đô thị ấy những công trình trường học, y tế, công viên rất tầm cỡ.
Tuy nhiên, đối với những dự án được phát triển từ trước thời điểm 2014, thì nhiều chủ đầu tư đang gặp phải vô số những khó khăn vướng mắc khi thực hiện xin các thủ tục hành chính liên quan để được chấp thuận xây dựng những mảng tiện ích. Đây là khu đất mà chủ đầu tư của khu đô thị này dự tính sẽ xây dựng công viên giải trí tầm cỡ Đông Nam Á. Quy hoạch thì đã được phê duyệt, máy móc cũng đã được chuyển về đây. Chủ đầu tư thì sốt sắng xuống tiền, cư dân thì mong chờ tiện ích sớm đồng bộ. Tuy nhiên đã 3 năm vẫn không thể hoàn thành các thủ tục pháp lý để triển khai. Chắc chắn khi khu vui chơi này đi vào hoạt động thì nó sẽ tạo ra gọi là một cái hấp lực rất là lớn, là một cái tiện ích rất là lớn cho không chỉ cư dân của Vạn Phúc mà cho cả gọi là cư dân khu vực của thành phố Hồ Chí Minh. Do vướng thủ tục pháp lý cho nên chúng tôi cũng, đối tác chúng tôi vẫn mong muốn là triển khai từ cách đây 3 năm nhưng mà hiện tại giờ vẫn chưa triển khai được. Theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, chủ đầu tư khu đô thị sau khi phát triển hạ tầng bất động sản thì có trách nhiệm và nghĩa vụ hoàn thiện hạ tầng các công trình tiện ích công cộng như trường học, bệnh viện, công viên, hồ điều hòa đã được phê duyệt theo quy hoạch, sau đó bàn giao lại cho cơ quan chức năng có thẩm quyền quản lý. Nếu chủ đầu tư có nhu cầu xây dựng và kinh doanh thì sẽ được ưu tiên thực hiện mà không thông qua đấu thầu. Không ai phát triển tiện ích trong khu đô thị tốt bằng chủ đầu tư tại khu đô thị đấy. Vì khi họ phát triển về các cái bất động sản thương mại, họ luôn cam kết với khách hàng, với các nhà đầu tư về tính tiện ích, tính đồng bộ và sự thẩm mỹ trong khu đô thị đấy. Tuy nhiên, tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện có ít nhất 21 doanh nghiệp không thuận lợi thực hiện xin thủ tục xây dựng các công trình công ích nội khu bởi lý do các thủ tục hành chính về việc chủ đầu tư tiếp tục được xây dựng, khai thác và quản lý các công trình tiện ích công cộng còn nhiều bất cập, tốn nhiều thời gian, tiền bạc của doanh nghiệp. Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đã phải kiến nghị nhiều lần đến Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan nhằm tháo gỡ cho doanh nghiệp. Vậy nhưng theo thông báo số 855 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giải quyết các kiến nghị liên quan trách nhiệm quản lý công trình công cộng tại các dự án xây dựng trên địa bàn thì giải pháp đưa ra chỉ là khuyến khích cho chính chủ đầu tư của dự án đó tham gia khai thác hoặc đấu thầu lựa chọn nhà thầu. Chủ đầu tư phải có cái quyền là ưu tiên để lựa chọn đầu tư. Còn những cái phần đất phục vụ lợi ích công cộng mà chủ đầu tư không có nhu cầu đầu tư thì chủ đầu tư phải xây dựng xong hạ tầng, sau đó bàn giao lại cho địa phương, và sau khi nhận bàn giao, lúc đó địa phương mới tiến hành đấu giá hoặc đấu thầu để mời gọi nhà đầu tư khác. Theo các chuyên gia kinh tế, chỉ có thể gắn lợi ích của chủ đầu tư kèm với trách nhiệm đã cam kết với khách hàng thì mới có thể tạo ra lợi ích cho xã hội. Trên thực tế đã có nhiều khu đô thị lớn khi chủ đầu tư toàn quyền xây dựng triển khai các công trình tiện ích công cộng trong khu đô thị đã mang lại giá trị và lợi ích lớn cho xã hội. Ở chiều ngược lại, cũng không ít các công trình công ích sau khi đấu thầu thì bị hoang phế, nhếch nhác không thể phát triển. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục Đường dây nóng ngày hôm nay của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp hay những vấn đề mà quý vị gửi về chương trình, chúng tôi sẽ tiếp nhận và sớm có thông tin trong các chương trình tới. Hãy nhớ số điện thoại của chương trình 0868010101 và địa chỉ email đườngdâynóng@vtc.gov.vn. Quý khán giả cũng có thể gửi thư về chương trình theo địa chỉ Đường dây nóng Đài truyền hình kỹ thuật số VTC 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.